Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến Tấn Đạt Quán, một quán chuyên về các loại bò, nằm ở huyện Hóc Môn, ở ấp mới Tân Xuân nha. Ở trong quán này chúng ta có rất nhiều món về bò và mà mình chắc là các bạn chưa từng ăn bao giờ đâu. Hãy cùng theo chân mình đến với Tấn Đạt Quán để biết là quán sẽ có những cái món nào mà hấp dẫn đến như vậy. Các bạn cùng theo chân mình nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là gu bò. Chắc các bạn đã ăn gu bò chưa nhỉ? Hiếm lắm nha, một con bò chỉ có một cái gu thôi. Và đây là rau ăn kèm, rau lang, gu bò. Và đây là nước chấm đây, nước chấm sả ớt. Và gu bò chúng ta sẽ làm gì? Vâng, chúng ta sẽ chấm với mắm ruốc. Đây, nguyên một nồi mắm ruốc luôn. Rất là hấp dẫn, gu bò chúng ta nhúng vào và sẽ thưởng thức kèm với rau lang. Rau lang phải không? Đây rau lang ha. Lang trộn mắm ruốc. Trộn mắm ruốc. Vừa sôi lại mình sẽ bỏ cái thịt cua này vô. Cái thịt cua nó rất là mềm. Cái này là nạm hả hay là gì? Gu bò, gu bò. Gu bò hả? Ờ, gu bò là xuất sắc rồi đó. Nhìn nó giống hình nạm quá không? Gu bò này hiếm nha. Cái gu bò này là con bò chỉ có một nhỏ bò trên thôi. Bò chỉ có một cái gu nhỏ thôi. Mà không phải, con nào có đâu, đâu, một cái đâu có đâu. Cái này mình muốn đặt ăn là rất là khó. Đặt trước phải không? Đặt trước mới có đúng không? Đâu có. Quán này lúc nào cũng có sẵn hàng hết á. Rồi, ok. Phải ủng hộ quán nha. Tính tới tái xíu đi, gần đưa cho em ăn thử miếng. Món ăn đang hot nhất hiện nay không? Đây là món ăn dân dã. Nóng à, phỏng miệng á. Phỏng miệng á, rồi vô chén. Rồi, ok. Rau lang nữa. Đó, vậy đó. Chấm với nước mắm xả. Rồi nước mắm xả nè. Quệt vô một cái. Xuất sắc. Ngon nha. Hấp dẫn lắm nghe. Đó. Đây là món ăn đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn ha. Gu bò nhúng với mắm ruốc, ăn kèm với rau lang nè, hành tây, hành lá. Nhìn rất là tươi, rất là tuyệt vời luôn. Đảm bảo tươi nha các bạn. Đây. Nếu bạn nào mà chưa được thưởng thức gu bò mà muốn ăn được một cái món mà gọi là lạ và hương vị thơm ngon đặc biệt thì các bạn có thể thưởng thức món này. Gu bò nhúng mắm ruốc. Đây là anh chủ quán đẹp trai. Ảnh đang chỉ cái mình cái cách mà ăn cái món gu bò này. Đây, đó mình nhúng cái gu bò vô. Đó, rồi rau lang mình sẽ gấp ra, chấm với nước mắm, sả, ớt. Đó, rất là tuyệt vời. Hãy đến với Tấn Đạt Quán nha các bạn, chuyên về lẩu bò, các loại bò. Và đặc biệt có món đặc sản gu bò nhúng mắm ruốc, rất là tuyệt vời. Hãy đến và ủng hộ cho anh bạn này ha. Nhắc lại, Tấn Đạt Quán chuyên về các loại bò, nằm ở ấp mới Tân Xuân, huyện Hóc Môn.